chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, kiên trì theo đuổi hay từ bỏ là hai việc chúng ta luôn luôn phải lựa chọn trong cuộc sống. Nhưng khi nào thì nên kiên trì theo đuổi, điều gì nên từ bỏ? Đó là câu hỏi mà không ai khác ngoài bản thân chúng ta mới đưa ra được sự lựa chọn chính xác. Với bản thân mình thì tôi cũng nhận được khá nhiều lời khuyên rằng tôi có thể có được cuộc sống trọn vẹn, hạnh phúc hơn nếu như tôi biết từ bỏ ý nghĩ rằng mình luôn đúng, từ bỏ việc than thở hay từ bỏ ý nghĩ rằng mình là nạn nhân. Và tôi nghĩ rằng mỗi chúng ta đều có rất nhiều điều cần phải từ bỏ để có được cuộc sống trọn vẹn, hạnh phúc hơn. Và đó cũng chính là chủ đề chính trong hành trình đi và gặp của chúng tôi ngày hôm nay. Nhưng trước khi bắt đầu cuộc hành trình thì chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu xem bao nhiêu người mà quý vị gặp gỡ hàng ngày có được cảm giác hạnh phúc, hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Chào anh có cảm thấy mình hạnh phúc hay không? Tôi cảm thấy là hôm nào bán được hàng thì hạnh phúc. Còn nếu mà không bán được hàng thì nó hơi buồn. Cảm thấy mình là quá vất vả mà vẫn nghèo. Con tôi thì thường hay ốm và đau nên tôi cảm thấy rất là buồn và chán. Tôi cảm thấy thiếu thốn tình cảm, không được may mắn trong cuộc sống. Có lẽ nhiều người trong chúng ta chưa thực sự cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Mỗi người một lý do, tuy nhiên theo các chuyên gia tâm lý, để có được hạnh phúc thì không phải là điều quá khó khăn. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đi và gặp với một chuyên gia tâm lý để hỏi xem làm thế nào chúng ta có được hạnh phúc. Cái sự hạnh phúc ấy, nó do người ta cảm nhận. Có thể nằm trên bãi cỏ nhìn cái bầu trời sao, có người thấy đẹp vô cùng, có người chả thấy gì cả. Cái thứ hai, người sống trong cái hoàn cảnh giống nhau, có thể người này hạnh phúc, người kia này lại cho là bất hạnh. Như vậy là cái khái niệm hạnh phúc nó phụ thuộc rất nhiều vào cái sự cảm nhận. Không thể đo rằng cái nhà này cao bao nhiêu mét thì người ở đấy sẽ hạnh phúc hơn cái ông ở cái nhà nó thấp hơn, đúng không ạ? Mà vấn đề là cái sự cảm nhận của những con người đó. Như bây giờ chúng ta có nhiều cái ham muốn quá, người nhà muốn thật to, tiền muốn thật nhiều, công danh địa vị muốn thật cao, những người chàng trai trẻ muốn vợ thật đẹp, con thật khôn. Thế thì ta muốn nhiều quá. Thì theo tôi nghĩ là có nhiều khi mình nên làm bớt cái mức độ ham muốn nào. Kinh nghiệm của tôi thì tôi thấy là đừng nhìn lên cao hơn thì ta sẽ buồn. Bạn hãy nhìn xuống những người còn đang ở chật chội nhỏ bé hơn ta. Đấy, thì mình cảm thấy thế là mình sung sướng. Vâng, xin cảm ơn ông về những lời khuyên vô cùng hữu ích vừa rồi. Và thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây thì chúng tôi muốn mời quý vị tiếp tục hành trình đi và gặp gỡ với một nữ diễn viên đã ít nhiều có được chỗ đứng trong lòng khán giả. Tuy nhiên, để giữ gìn hạnh phúc cho mình, để có được hạnh phúc thực sự thì chị đã dũng cảm từ bỏ ánh hào quang, từ bỏ những cái gọi là danh vọng. Tôi ấn tượng với vai Kiều Loan của chị ấy. Gần đây nhất thì tôi thấy chị ấy đóng phim Chip và Pi. Tôi thích diễn viên Quách Thu Phương. Xin chào chị Quách Thu Phương. Chào Hằng. Chào tất cả khán giả của O2 TV. Chị có thể kể một chút cơ duyên về nghệ thuật của chị. Cơ duyên mà đến với lại thì nghệ thuật thực ra đúng là nó cũng rất là tình cờ. Ngày xưa khi mà còn bé thì xem các đoàn nghệ thuật về biểu diễn, luôn luôn đặt câu hỏi là tại sao họ lại làm được như thế, tại sao họ lại có thể một cái vở diễn hơn tiếng đồng hồ, gần 2 tiếng mà sao họ lại thuộc được như thế. Tức là có bao vô vàn các câu hỏi tại sao mà họ lại có thể làm được thế, họ giỏi thế. Thì cũng từ những cái điều đó mà tôi kích thích cái sự tò mò và tôi muốn mình được trải nghiệm ở về cái điều đó, và luôn luôn tưởng tượng là mình đóng công chúa rồi mình được đứng lên sân khấu trước rất 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 là nhiều người. Cứ tưởng tượng thế thôi, nhưng mà thực ra bản thân tôi là một người rất là rát ấy. Sau đó cũng từ những câu hỏi như thế, xong bắt đầu mới quyết tâm là sẽ thử xem mình có làm được không. Và cái cơ hội đấy nó đến mà, và tôi đã làm nghệ thuật. Ước mơ thì tôi nghĩ rằng bất kỳ một cậu bé nào cũng có. Và ước mơ nó cứ thay đổi theo thời gian thôi, chứ còn nếu mà theo đuổi từ cái lúc bé cho đến tận lúc mình lớn lên rồi, nhất là đối với một cô bé mà như chị nhận là rác, thì tôi nghĩ là nó còn cần nhiều hơn thế. Chị có thể chia sẻ thêm. Trong gia đình nhà tôi
không có một người nào làm nghệ thuật cả. Bố thì làm công an, mẹ thì làm cán bộ kế toán bình thường, các chị cũng toàn là những người là giáo viên hết. Có mỗi mình có những cái suy nghĩ, tức là nó cũng hơi khác một tí so với mọi người, đó là nhìn thấy những cái thứ mà người ta làm được mà mình không làm được thì cảm thấy là muốn thử, mà không ai nghĩ là mình sẽ làm diễn viên. Thực ra đến khi tôi vào đỗ để trúng rồi đi làm nghệ thuật rồi thì lúc đấy mọi người cũng bắt đầu, lúc đấy thì mọi người bảo nó làm thì cũng là đúng thôi, nhưng với đấy là với những người xung quanh, nhưng mà với bố mẹ tôi thì lại là những người mà phản đối kịch liệt, vì nghĩ là cái nghề này là một cái nghề sướng ca vô loài, một cái nghề mà nó sẽ rất là vất vả, tức là cảm thấy là mà lúc đấy thì lại không muốn con gái lại rời xa bố mẹ, thế đâm ra là muốn là một cái nghề đó gì đấy nó phải ổn định cơ. Nhưng mà đúng là chẳng có bố mẹ nào thắng nổi con cái khi mà cái mong muốn này, rồi cái sự hiếu kỳ này, cái sự hiếu thắng này, đâm ra là nó vẫn cứ thắng thì cứ át đi cái điều đó và làm đủ mọi lý lẽ để có thể giải thích với bố mẹ là con sẽ như thế nọ, con sẽ làm được như thế kia, nên là hãy tin con. Tức là lúc đấy là mạnh miệng để nói ra được cái điều đó để chấn an bố mẹ, nhưng thực ra trong lòng cũng rất lo và chả biết mình có làm được cái gì hay không. Nhưng rồi cuối cùng thì các cụ cũng đồng ý. Muốn làm ở cái chỗ này đâu. Tâm sự rồi. Đang muốn cởi mở tấm lòng để nhận lấy một tấm lòng. Một vài phép phụ lướt qua trên sân khấu kịch nói. Ngoài vóc dáng mảnh mai, gương mặt thanh tú, cô sơn nữ ấy vẫn chưa để lại dấu ấn nào rõ nét. 3 năm sau, khi vẫn chưa gặt hái được điều gì đáng kể trên sàn diễn, cô mạnh dạn đi dự tuyển vai Linh cho bộ phim truyền hình Những Ngày Tháng Đẹp. Thật bất ngờ, chưa cần trang điểm, chỉ mới khoác bộ áo dài, vấn tóc kiểu cổ, cô đã trở thành một cô gái Hà Nội xưa, nền nã, đài các, thanh thoát. Từ đó, Quách Thu Phương liên tục được các đạo diễn chấm vào những vai tiểu thư Hà Nội của thời tiền chiến, như trong phim Hà Nội mùa đông 46, sống mãi với thủ đô. Gác lại những thành công ban đầu với điện ảnh, Phương trở về với kịch nói. Vẻ đẹp của thiếu nữ Hà Thành thuở xưa lại tỏa sáng trên thánh đường sân khấu mỗi đêm sáng đèn. Những vai đào đẹp luôn dành cho chị như một ưu ái của nghệ thuật. Nhưng mỗi đào đẹp đa sắc hơn, tính cách phức tạp hơn, chiều sâu nội tâm khai thác tinh tế hơn. Người ta gặp một Quách Thu Phương đẹp, nhưng ích kỷ độc đoán, trong nhà có 3 chị em gái. Gặp một Quách Thu Phương đau khổ quằn quại trong tình yêu, ngang trái với âm mưu và tình yêu. Hay một nàng Kiều Loan khiến người xem bồn chồn nhớ lại tuổi đôi mươi. Mong anh nghìn lần thứ lỗi. Từ đất Mường xuống phố, Quách Thu Phương đã trở thành cái tên ăn khách trong hàng loạt bộ phim truyền hình dài tập và các vở diễn mang hơi hướng thị trường thời đó. Bắt đầu từ khi nào thì chị cảm thấy mình có chút thành công trên cái đỉnh gọi là đỉnh vinh quang đi, thì chị cảm thấy bị áp lực. Cái lúc mà cảm nhận thấy là mình được mọi người biết đến ý. Thực ra lúc đấy tôi cũng chưa ý thức được cái việc đấy, bởi vì với một cái mong muốn là chỉ được làm việc thôi, cứ làm việc và làm việc. Xong tự nhiên có những lần đi ra đường thì mọi người nhận xem phim xong mọi người nhận ra là gọi bằng tên nhân vật chẳng hạn. Xong đi tự nhiên thấy mọi người là chú ý đến mình, nhận ra mình. Thực ra lúc đấy mới cảm thấy là tức là mình được mọi người bắt đầu được mọi người biết đến, và mình cũng cảm nhận thấy là mình đã làm được một cái gì đấy thật nhỏ nhỏ, chứ không tôi chưa dám nghĩ là cái gì nó to lớn lắm, bởi vì thực ra lúc đấy cũng non nớt, chưa ý thức được cái việc là người nổi tiếng hay là như thế nào cả. Sau khi mà được mọi người biết đến thì cũng không phải là không có những cái áp lực khi ra đường ấy, mình lại phải có một cái ý thức hơn, đó là mọi người đã biết đến mình rồi, mình không thể nào mà lại xuồng xã, hoặc không thể nào mà lại bảo là ăn uống hay ngồi biết hay đứng một cách thật thoải mái như trước kia nữa. Tất nhiên mình vẫn là mình, nhưng tức là bản thân mình sẽ có một cái ý thức hơn trong cái việc là mình là người của công chúng.
Tôi nghĩ là đó chỉ là những cái áp lực nói chung là tương đối nhỏ. Thảo Quang rồi thì giới showbiz nó sẽ mang lại nhiều những cái áp lực lớn hơn thế. Chị có va phải những cái áp lực nào mà như là tôi vừa chia sẻ không ạ? Thực ra thì đúng như Hằng nói ấy, là nó chỉ là những cái rất là nho nhỏ, thậm chí nó cũng rất là dễ thương khi mà tự nhiên lại làm cho mình trở thành nên là một người có ý thức hơn rất là nhiều trong tất cả mọi cái. Nếu mà những cái áp lực lớn thì nó cũng chưa có, bởi vì thực ra Phương thì không có cái scandal nào nó lớn, nhưng cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Ví dụ như là những cái cuộc sống riêng tư hay là những cái gì đấy nó thuộc về cá nhân mình thì đôi khi mình muốn giữ lại cho bản thân mình mà mình không muốn chia sẻ nhiều trên báo chí hay là ra ngoài công chúng, thì cái điều đấy là cái bất lợi mà cảm thấy áp lực với những người thân của mình. Có phải đấy chính là cái lý do mà bỗng dưng chị biến mất? Chị biến mất trên phim ảnh rồi trên sân khấu kịch, nói chung là hầu hết trên các phương tiện truyền thông thì không thấy bóng dáng chị nữa, chị biến mất có đúng không ạ? Thực ra thì nói bây giờ thì đúng là lần đầu tiên Phương chia sẻ về việc này sau gần đấy thời gian vắng mặt. Cũng có rất nhiều người hỏi như Hằng ấy là tại sao lại không thấy đâu. Cái lý do mà Phương rời khỏi sân khấu ấy, Phương nghĩ là cái gì thế nó chỉ có ở một cái độ tuổi nhất định. Hai nữa là mình muốn là quay về, tức là muốn là một người phụ nữ bình thường trong gia đình. Bởi vì khi mà làm trong nghề ấy, thì phải đi diễn xa rất là nhiều. Hai nữa là gia đình không thể chăm sóc được, con cái thì mình cũng không quan tâm được nhiều. Mặc dù là đã cố gắng hết sức, thế nhưng vẫn cảm thấy là cái sự quan tâm của mình đối với gia đình nó vẫn còn quá thiếu sót. Chính vì thế cho nên là Phương cũng nghĩ là ai cũng thế thôi, người phụ nữ nào cũng phải thế thôi. Đến ở cái độ nào đó thì sẽ phải dừng và quay trở về với cái mà thực sự mà cái mà mình nghĩ đến. Bởi vì với Phương ấy, Phương vẫn nói là Phương là người hướng nội, nên đối với Phương gia đình rất là quan trọng. Có rất là nhiều người như chị, họ vẫn tiếp tục đam mê, vẫn tiếp tục theo đuổi cái niềm đam mê của mình và vẫn chăm sóc gia đình được. Liệu có phải là lý do chính là vì chị gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa công việc và gia đình hay không? Cái đấy thì đúng là có rất nhiều người vẫn có thể cân bằng được giữa gia đình và công việc. Thực sự mình nhìn vào những người đó là mình cảm thấy rất là ngưỡng mộ và cảm thấy rất là khâm phục. Vì nói thật lòng là sau khi rời bỏ thì cũng không hề đơn giản, không hề đơn giản đối với lại cảm xúc của mình một chút nào. Nó cũng là một cái gì đấy cũng rất là hụt hẫng, cái gì đấy rất là như kiểu mình mất mát rất là lớn. Bởi vì thực sự là Phương rất là yêu nghề, yêu sân khấu, yêu điện ảnh. Cảm thấy là lúc đấy khi mà dừng ấy, cảm thấy nó như là mình không còn là mình nữa. Thì cũng phải mất một khoảng thời gian mới lấy lại được cân bằng tất cả mọi cái. Với nhiều người thì người ta cân bằng được, nhưng với Phương có thể là cái sự cân bằng đó là chưa đủ. Thì mới muốn là dành toàn tâm toàn ý cho các con. Bởi vì cũng chứng kiến rất là nhiều lần là đi diễn rồi đi xa bảy cho con cái ở nhà, nói thật đến lúc về nhìn thương vô cùng. Cái sự quan tâm của mình với gia đình ấy nó lại còn phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố, ví dụ như là kinh tế này, rồi được sự thông cảm từ hai phía, ví dụ bên gia đình nội ngoại này. Những cái điều đó mà nó chỉ cần khớp một cái thôi thì mình cũng có thể rất là khó có thể cân bằng được. Nếu mình đi thì mình chỉ được cho bản thân mình nhiều, được là đam mê này, được theo đuổi cái đam mê này, theo đuổi cái niềm yêu thích của mình, được sống với những cảm xúc của mình. Thế nhưng mà ngược lại bên cạnh đó thì sao, gia đình thì sao? Mọi người phải chịu một cái sự hy sinh rất là lớn, đó là sự không có sự quan tâm chăm sóc của một người mẹ, một người vợ. Và Phương cũng suy nghĩ là mình cần phải có một cái sự thay đổi và một cái sự hy sinh nào đó để gia đình nó đúng thực sự là một gia đình. Và chị lựa chọn cái sự hy sinh là sẽ từ bỏ cái niềm đam mê. Tuy nhiên thì có khi nào mà chị nghĩ lại là
có một lúc nào đấy mình sẽ quay lại với cái niềm đam mê đấy không? Cái điều này thì cũng chẳng biết được, biết đâu đấy. Bởi vì thực ra thì nó đã ngấm vào máu thì bất kể lúc nào, ngay cả bây giờ nói thật với Hằng là tôi cũng vẫn có thể là nhiều lúc nhá, ngủ này, nằm vẫn cứ nghĩ là mình vẫn đứng trên sân khấu và mình vẫn có thể diễn được những cái vai diễn mà trước đây mình diễn hoặc là làm phim. Thực ra bây giờ thì cũng có một số lời mời nhưng mà chưa sắp xếp được. Biết đâu đấy sẽ có một ngày sẽ quay trở lại. Trở lại với công việc của chị hiện tại, tại sao lại là yoga? Đúng rồi, câu hỏi rất là hay. Tại sao lại đến với yoga? Khi Phương nghỉ diễn ấy, thì bị sốc về tâm lý. Nó là một cái sự hụt hẫng rất là lớn. Chính vì thế cho nên là mới cảm thấy là mình mất cân bằng. Thực sự lúc đấy là mất không cân bằng mà mất sự thăng bằng luôn ấy. Thế cho nên bảo là phải điều chỉnh lại. Tức là mình cần phải ngồi suy nghĩ lại và là bây giờ phải còn có cái gì đó để giúp mình thăng bằng lại, chứ không thể rơi vào cái tình trạng như thế này được. Mặc dù là mình đã xác định cái điều đó ngay từ đầu, nhưng đúng là giữa cái việc mà nghĩ là một chuyện và khi thực hiện nó sẽ khác nhau rất là nhiều. Và lúc đấy tôi quyết định là thực sự là bây giờ thì mình có nhiều thời gian để đến với nó rồi. Tập rồi mới thấy là mình thay đổi nhiều quá. Thay đổi xong rồi mới thấy là cái cảm xúc trước đây của mình ấy, nhiều lúc nghĩ lại thấy hơi buồn cười một tí. Tại sao lúc đấy mình lại có thể như thế được? Tại sao mình lại có thể có những suy nghĩ như thế? Hoặc là có những cái hành động như thế? Yoga nó rất là tuyệt vời là ở cái chỗ đó. Nó giúp cho mình thay đổi cả tâm trí đến cả thể chất. Trước đây thì Phương khi mà làm nghề thì có rất là nhiều các triệu chứng của các bệnh, ví dụ như là huyết áp thấp này, rồi hay đau đầu trắng mặt này, rồi dạ dày này, ăn uống này không điều độ, xong mất ngủ này, tức là suy nghĩ rất là nhiều, rồi áp lực công việc này, rồi gia đình này, tức là nó có rất là nhiều cái mà làm cho mình cảm thấy là mình khó có thể cân bằng được. Thế nhưng mà đến bây giờ thì thực sự là ngoài đi làm xong là về với gia đình, rồi thấy cuộc sống nó rất là vui vẻ, cảm thấy mình luôn khỏe khoắn này, vui vẻ này, cảm thấy yêu đời. Và để mà bây giờ bảo là thấy Phương buồn thì chắc là thấy hơi khó. Cũng giống như với nghệ thuật, với yoga, Phương cũng là người chủ động tìm kiếm và gắn kết. Sau những thăng trầm trong sự nghiệp cũng như những đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu, chị dường như tìm lại được chính mình từ môn tập này. Xuất phát từ một học viên tham gia luyện tập để giải tỏa tâm lý, cân bằng cảm xúc, đến nay chị trở thành huấn luyện viên. Những lớp do Phương hướng dẫn thường đông học viên tham gia. Sau những hiếu kỳ về một cô diễn viên đứng lớp, điều khiến các học viên kiên trì theo đuổi những buổi tập của Phương chính là bởi chị luôn biết cách mang tới cho họ sự cân bằng để tiếp tục đam mê cuộc sống qua những bài yoga. Có vẻ như là chị đang rất là hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình đúng không ạ? Tôi nghĩ rằng cuộc sống của chị hiện tại đã là niềm mơ ước của rất là nhiều người, nhất là phụ nữ. Xin cảm ơn chị về những cái chia sẻ rất thật vừa rồi và chúc chị sẽ luôn hạnh phúc, luôn đạt được sự cân bằng, cũng như là có thể là một lúc nào đấy mình sẽ trở lại với cái niềm đam mê mình đã có. Thực ra thì cái điều mà như Hằng nói ấy, đấy cũng là một cái mong muốn của bản thân mình. Hy vọng là sẽ có một dịp nào đó sẽ đáp lại cái tình cảm mà khán giả đã dành cho mình. Biết đâu đấy lại là một vai diễn trên sân khấu, hoặc có thể là một vai diễn ở trên màn ảnh nhỏ. Sự nghiệp hiện tại mình đang theo đuổi thì mình đấy cũng là một cái mục đích mà mình đặt ra. Bởi vì sao? Vì cái công việc này nó là một công việc thực sự rất là có ý nghĩa, nó có thể mang đến và có thể giúp đỡ được rất là nhiều người. Cảm ơn chị. Và trước khi chia tay thì tôi cũng như quý vị khán giả rất là mong muốn được chị chia sẻ một cái bài tập giúp cho cân bằng cảm xúc. Dạ, vâng ạ, rất sẵn sàng ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giúp cho chúng ta lấy được sự cân bằng vững chắc, giúp cho tâm trí và cơ thể chúng ta hòa làm một, cũng như là hướng đến tâm linh, và giúp toàn bộ các nhóm cơ bắp của chúng ta hoạt động tốt. Những động tác yoga tuyệt vời này sẽ giúp cho chúng ta một tâm trí cũng như là cơ thể thông suốt. Để lại đằng sau tất cả, giờ đây chị chọn cho mình một cuộc sống bình dị như bao người phụ nữ khác. Không còn những đêm rực rỡ với ánh đèn sân khấu, tạm xa hình ảnh người đàn bà đẹp, chị tất bật lo cho những điều bình dị nhất của gia đình. Và với chị, hạnh phúc chỉ có được khi người ta biết từ bỏ để giữ lại cho mình những gì ý nghĩa nhất. Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng với hành trình đi và gặp ngày hôm nay thì chúng tôi đã mang tới cho quý vị và các bạn một cái nhìn khác về khái niệm hạnh phúc. Và ở phần cuối chương trình thì chúng tôi xin chuyển tới cho quý vị và các bạn một món quà. Đây cũng giống như là một lời chúc của những người thực hiện chương trình rằng chúc quý vị và các bạn luôn tìm được cảm giác vui tươi, hạnh phúc và thoải mái với cuộc sống của mình đang có. Tôi viết cách đây đã gần 20 năm. Cái chủ đề chính nhất của cuốn sách này là tôi muốn bàn về cái khái niệm hạnh phúc ở trên đời, và làm sao để mỗi người chúng ta tìm thấy. Và vì thế mà tôi chia quyển sách này ra làm 5 phần. Phần thứ nhất là nói về tình yêu. Người ta cứ nói rằng là yêu là hạnh phúc, nhưng mà tôi thấy có những người cũng khốn khổ vì yêu đấy, thậm chí là thân tàn ma dại. Thế là tôi có bàn luận về cái yêu như thế nào để có được hạnh phúc. Phần thứ hai là hôn nhân. Theo tôi, hai con người sống với nhau không dễ đâu. Thế mà tôi đàm luận về cái hôn nhân như thế nào là hạnh phúc. Phần thứ ba, nói về người vợ. Người vợ như thế nào là có thể đem lại được hạnh phúc cho chồng con, và bản thân họ cũng có hạnh phúc. Chương 4 là người chồng, cái trụ cột của gia đình theo quan điểm của chúng ta. Nhưng mà chính cái trụ cột ấy nhiều khi cũng nghiêng ngả và không hẳn là đã hạnh phúc đâu. Và phần cuối cùng là những câu chuyện về hạnh phúc trong cuộc đời này.